Chào mừng mọi người đến với chương trình First Lady. Đây là nơi mà Vietcetera sẽ mời đến những nữ doanh nhân để lắng nghe những câu chuyện của họ và những lần đầu tiên trong sự nghiệp cũng như là trong cuộc sống. Và mình là Bích Hồ, biên tập viên tại Vietcetera và cũng là người đồng hành của các bạn trong mùa 3 của chương trình First Lady. Và hôm nay tụi mình rất vui được chào đón đến với chương trình chị Kay Thi Uyên. Một người mà Bích nghĩ là có rất nhiều nhân sự ở đây, là chị là đạo diễn, diễn viên, là nhà biên kịch, nhà sản xuất, rồi còn nhà diễn xuất nữa. Nhưng mà chắc là Bích phải để dành cho khách mời để tự giới thiệu về bản thân mình và chọn một cái tên gì đó phù hợp nhất với mình. Cảm ơn Bích. Kathy rất là vui được có cơ hội để tham gia chương trình First Lady. Đây cũng là lần đầu tiên. Thì Kathy xin chào đón tất cả khán giả đang đón xem. Hồi đó thì là Kathy Uyên diễn viên, sau đó trở thành Kathy Uyên diễn viên nhà sản xuất, sau đó bây giờ nó là đạo diễn. Thì nói chung là bây giờ hiện tại thì gần đây chị cũng không có diễn nhiều và chị cũng không có sản xuất nhiều, nên chị sẽ tập trung vào vô vai trò Kathy Uyên đạo diễn / co-founder CEO của ACT Academy. Bố mẹ biết con đang ở độ tuổi tương tác online sôi động, nhưng có thể chưa biết ở tuổi này con bắt đầu có những cảm xúc rung động, và càng chưa biết đây cũng là độ tuổi tối ưu để dự phòng HPV gây bệnh ung thư nguy hiểm cho con. HPV chẳng chờ ai, tỏ sự thật vẫn tương lai. Trong rất là nhiều vai trò là diễn viên nè, đạo diễn nè, rồi sau này lại đi dạy nữa, và biên kịch, nhà sản xuất, rất nhiều vai trò như vậy, thì trong đó có cái ước mơ nào hay là những cái công việc hiện tại chị đang làm nó liên quan tới một cái ước mơ hay là một cái sở thích hồi bé của chị không? Thật ra là tất cả những cái vai trò mà chị được có cơ hội để được hôm nay á, là nó đến từ cái đam mê diễn xuất. Đó là cái đam mê đầu tiên. Thì khi mà chị nhớ lại lúc còn trẻ, với also gần đây á, trên Golden Globes với Oscars, nó đang đạt cái giải thưởng cho cái phim Barbie. Thì chị nhớ đến hồi lúc nhỏ rất mê chơi với búp bê Barbie. Thì hồi đó chị có giống như là 22 cái búp bê Barbie. Rồi chị hay thích thay quần áo, thời trang, rồi sắp xếp diễn những cái bối cảnh với Barbie á. Nên sau này chị mới nhận ra đó là thì ra là cái chị rất là thích kể chuyện và chị rất là thích đóng nhiều vai khác nhau. Chị nhớ là mỗi Barbie là chị đặt một tên khác nhau, một cái tính cách khác nhau, nên chị sẽ nhớ là ok, Barbie này nó sẽ được tính hơn, Barbie này sẽ là một người thông minh, trưởng thành hơn, Barbie này thì thích nấu ăn, ví dụ Barbie này là công chúa. Thì với những cái tính cách màu đó thì chị nhớ là chị rất là thích sắp xếp và chỉ đạo những búp bê này. Coi như là sau này khi mà chị trở thành đạo diễn á, thì chị mới nhận ra là thì ra là cái việc mà mình thích khám phá nhiều nhân vật khác nhau và thể hiện nhiều nhân vật khác nhau để kể một cái cốt truyện á, thì cái đam mê này nó đã bắt đầu từ lúc chị còn nhỏ. Em nghĩ là đôi khi bởi vì mình nhìn lại nên mình mới có thể nối được những cái điểm đó với nhau, connecting the dots. Yeah. Nhưng mà lúc mà mình đang còn bé mà sau đó mình lớn lên thì mình không nghĩ là cái đó nó có liên quan gì tới cái tương lai của mình cả. Nó nằm trong vô thức, mình đâu có biết gì đâu. Đúng rồi, tại vì khi mà chị nhỏ đó, chị không hề biết chị có thể bao giờ trở thành một đạo diễn hay là một người kinh doanh hay là một người giáo viên. Thật ra là lúc đó mình chỉ nghĩ mình là diễn viên thôi, tại vì thật ra lúc đó đó là chị rất là rụt rè, chị rất là thiếu tự tin, nên sao mà mình dám nghĩ mình có thể trở thành đạo diễn hay là một người để lãnh đạo, hay là sao mà mình dám có thể nghĩ mình làm như vậy được. Trong lúc đó mình một cô gái mà rất sợ đám đông hay là không có chắc chắn. Nói chung là vì như vậy thì lúc đó thì chị mới muốn trở thành một diễn viên. Tại vì ở trong chị cảm giác như ở trong chị nó có rất là nhiều cái màu mà chị muốn thể hiện ra, nhưng mà chị chưa có dám. Nên chị nghĩ là nếu mà giả sử là mình tiếp tục cái nghề diễn viên này thì maybe sẽ có một ngày mình sẽ tự tin để đứng trước mặt mọi người. Đôi khi em nghĩ là phải có một cái động lực gì đó bên trong, cái nỗi sợ gì đó lớn hơn ở bên trong để cho nhiều hơn cái nỗi sợ là mình bị người khác nhìn ngó hay gì đó, thì mình mới có thể đủ cái can đảm để mình ok, tôi đứng lên trên đó để tôi làm sao cho cái nỗi tự tin nó áp xuống.
nó phải có cái động lực rất là mạnh để mình đạt được cái đó, nghĩa là mình phải mong muốn cái đó nhiều hơn mọi người thì cái năng lượng của mình nó mạnh hơn mọi người, còn mình muốn nó một ít thì cái năng lượng mình nó ít. Nên đối với chị thì khi mà chị rụt rè hay là khi mà chị thấy là có những người xung quanh mà chị cảm và chị nghĩ là họ sẽ không tin vào chị, thì trong chị muốn chứng minh là chị làm được. Thật ra thì trước đây chị cũng chia sẻ là những cái năm đầu tiên chị đang muốn trở thành một diễn viên hồi lúc 12 tuổi. Nhưng mà chị im lặng và chị không có nói ai, tại vì chị sợ là họ sẽ nói những câu như là bạn nghĩ bạn đủ đẹp để làm diễn viên hả? Hay là bạn còn quá nhạt mà bạn muốn trở thành người nổi bật hả? Sao mà được? Hay là bạn còn chưa có đứng trước mặt mọi người, sao mà bạn dám nói bạn muốn trở thành diễn viên? Thì chị sợ những cái câu nhận xét đó, nên vì vậy á, chị rất là im lặng mà chị không có nói ai, chị không dám nói ai, mặc dù ở trong lòng chị im lặng, chị đang theo nó mà không dám cho ai biết. Nhưng mà sau đó khi mà chị đi đại học á, lúc 18 tuổi á, thì chị mới giống như là chị không có nói ai á, nhưng mà chị sẽ đi lớp đại học, chị đang theo đuổi hai ngành kinh tế và film studies. Nhưng mà cuối tuần hay là buổi tối chị sẽ đi học lớp diễn xuất, thì chị càng ngày chị cố gắng để làm tốt hơn trong cái nghề diễn xuất á. Và sau đó khi mà chị có một cái chị cảm giác như là chị tự tin hơn á, thì chị mới dám kể ra cho mọi người. Nhiều người sẽ bất ngờ, tại vì đối với chị là chị nghĩ là khi mình yếu nhất cái gì á, thì cái động cơ mình nó sẽ mạnh hơn để vượt qua nó, so sánh với một người mà đã tự tin rồi. Một người đã tự tin rồi thì khi mà họ cố gắng để diễn xuất thì ta không có cần phải cố quá nhiều. Thì còn chị thì chị muốn cố gắng để chứng minh á, thì vì vậy chị nghĩ là cái đam mê và cái động lực của chị nó sẽ mạnh hơn để vượt qua. Nếu mà mình không giỏi tới đó thì làm sao để mình có thể chọn cái công việc đó, làm sao để mình được trả tiền, bước đầu tiên. Rồi yes. Bước thứ hai là làm sao để mình không bị nản lòng khi mà mình chưa đủ giỏi chuyện đó. Ok. Thì đối với chị thì những cái hành trình đầu tiên của chị đối với một cái nghề nghiệp gì đó, sau này nó càng còn là nhà sản xuất nè, nó còn là đạo diễn, rồi biên kịch nữa, thì chị bắt đầu như thế nào? Đối với chị thì cái nghề diễn xuất nó không khác như là một nghề khác. Ví dụ đi, em muốn trở thành bác sĩ, em phải học, em phải nghiên cứu nó. Em đâu có phải là em muốn học bác sĩ rồi em đi ra mở văn phòng để em gặp bệnh nhân, đúng không? Thì cái nghề diễn viên cũng như vậy. Mình phải đầu tư thời gian vài năm để mình học sâu về nó, đúng không? Chứ mình không có nghĩ là ô mình đi thử vai liền rồi mình họ phải được, họ phải mời mình. Thì cái thời gian mình đầu tư cho cái nghề diễn xuất á, nó phải, mình phải sẵn sàng để đầu tư vài năm để mình làm chắc cái nghề mình, đúng không? Tại vì nhiều người sẽ nghĩ là ô một diễn viên á thì mình chỉ cần đẹp, mình chỉ cần tự tin, rồi mình chỉ cần có cảm xúc, mình có thể biết khóc thì tuyệt vời, rồi sau đó mình đi thử vai rồi hên xui người ta mời mình hay không. Nhưng mà cái đó nó không phải là thật sự đang muốn chuyên nghiệp với cái nghề mình. Ok, so đó là bước một. Đó là cái ý mà chị muốn chia sẻ, là khi mà mình muốn trở thành một diễn viên á, nó không phải là mình nghĩ là mình có thể ra kiếm tiền liền được. Mình phải chấp nhận là mình sẽ phải hy sinh vài năm, rồi mình phải đi diễn những cái phim ngắn để chứng minh là mình diễn được, để cho mình xây dựng cái portfolio mình, đúng không? Cái trải nghiệm của mình á, để thuyết phục mọi người đạo diễn là mình diễn được. Thì hồi nãy chị đang chia sẻ với em về nỗ lực, đúng không? Về cái động cơ để vượt qua. Nên có lẽ nếu mà chị nghĩ lại á, thật ra đó là chị đã làm những thứ rất là điên cùng rồi, rất là chi tiết lắm. Chị cảm giác như mà chị nhìn lại á, cái cách đó đã giúp cho chị thành công rất là nhiều. Nghĩa là bước một á, là chị không có ngại sự thất bại, hay là chị không có quê nhục với cái việc mà hết mình. Chị nhớ lúc đó chị làm những cái gì mà nó hơi, bây giờ chị nhìn lại chị biết chị lại đã làm cái gì mà lúc đó chị không có nghĩ chị biết làm cái gì. Ví dụ nên chị sẽ đi ăn uống và chị sẽ nghe lén là cái người này đang nói về điện ảnh đang quay phim, rồi chị rất là ham muốn để nghe những cái chia sẻ của hai người lớn này. Lúc đó chị khoảng 15, 16 tuổi rồi, thì khi mà họ đứng lên họ đi toilet đi, chị đi theo họ. Chị có 15, 16 tuổi và chị giả vờ chị vô toilet để chị nghe lén những câu họ nói. Rồi sau đó chị
chị mới chào chào chú, chào cô, cho con hỏi thêm câu hỏi, con nghe lén là cô chú đã nói về cái này thì cái đó nghĩa là cái gì. Giống như là lúc đó chị bây giờ chị nghĩ lại là lúc đó chị khá can đảm. Rất can đảm. Nó như là chị rất là muốn nghiên cứu, đúng không? Theo nữa, giống như là hồi đó, lúc đó đó là nó có một cái hệ thống online á, mà khi mà mình nộp những cái hình ảnh của mình á, để mình được casting á, thì mình sẽ nộp, mình sẽ thấy những cơ hội đi casting, rồi mình sẽ nộp cái hình mình. Rồi sau đó, ta sẽ feedback lại với mình là họ muốn mời mình làm, họ muốn mời mình đi thử vai hay không. Lúc đó chị không có hiểu tại sao mà chị nộp cái hình chị hoài mà không có ai mời chị. Lúc đó 18 tuổi, chị đóng cái vai trò làm đạo diễn. Chị tự nộp một cái phim giả của chị, rồi chị đưa ra một cái nhân vật mà nó giống tuổi chị. Chị nói là ok, chị đang tìm một cô gái Á Châu 18 tuổi đến 22 tuổi. Lúc đó là tuổi của chị đó. Rồi tính cách bạn này phải như vậy. Rồi sau đó, ngày đầu tiên chị nộp á, là chị thấy cả đống mà 100 người nộp vô hình ảnh. Rồi chị hào hứng để chị muốn xem, tại vì đây là những người mà nộp đầu tiên. Rồi sau đó chị sẽ để ý là những cái hình ảnh của họ đó, những cái hình ảnh mà làm chị nổi bật là hình ảnh nào, cái hồ sơ họ chuẩn bị như thế nào để làm cho chị hấp dẫn, để chị muốn chọn họ để mời họ đóng phim, hay mời họ để đi vào cho thử vai. Chị nhìn cái resume của họ, chị nhìn cái portfolio của họ, chị nhìn cái hình ảnh của họ. Tại sao cái hình ảnh đó họ chụp nó lôi cuốn chị để xem, trang phục nó như thế nào, ánh sáng như thế nào. Rồi sau đó chị nhìn vài ngày đầu tiên là chị biết ai chị sẽ mời nếu mà chị là đạo diễn. Đó là chị đang market research, đúng không? Bây giờ là chị nếu mà chị là business, bây giờ chị sẽ đặt đó là market research, làm kỹ, rất kỹ là thị trường cần cái gì, họ sẽ hướng đến cái gì, họ sẽ mong muốn được cái gì, đúng không? Thì mình có thể chuẩn bị cái supply của mình như thế nào. Thì cái này kinh tế, đúng không? Market demand and supply. Thì lúc đó chị thỏa thuận là thì ra mình muốn được họ mời mình á, là mình phải nộp liền. Mình phải nộp trong vòng 6 tiếng đồng hồ. Hình ảnh của mình nó phải cận hơn. Cảm xúc của mình, chú ý nó phải rất là rõ trong đôi mắt của mình. Ánh sáng, rồi mình phải có một cái hình cực kỳ lôi cuốn. Cái resume của mình nó phải chuyên nghiệp. Cái hồ sơ của mình phải chuẩn bị như thế này. Mình phải có những cái kinh nghiệm trên sân khấu, trong quảng cáo, trong phim. Thì sau đó chị mới rất là đam mê. Chị mới thấy những cái cơ hội mà diễn vở kịch, mặc dù nó miễn phí, chị không có quan tâm là được trả tiền bao nhiêu. Chị chỉ quan tâm là cái hồ sơ của chị nó phải đủ kinh nghiệm trên sân khấu, hồ sơ của chị phải đủ kinh nghiệm trên quảng cáo. Rồi chị như là chị work for free, như là không có quan tâm với tiền cho 2 năm đầu tiên. Chị chỉ quan tâm là cái hồ sơ chị nó mạnh nhất có thể. Và sau đó chị bắt đầu mọi người bắt đầu mời chị đi thử vai. Bắt đầu chị mới thấy là cái sự kiên nhẫn của mình, giống như là mình phải hết mình phải coi cái này nó như là một cái nghề, nghĩa là mình phải chuẩn bị tinh thần của mình, phải học. Rồi mình trong những cái hồ sơ đó chị sẽ thấy là diễn viên học ở đâu, đa số ta học ở nơi này, hay là những nơi này nó tốt cho về diễn scene study, hay là những nơi này tốt cho diễn quảng cáo, hay là những nơi này nó vân 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 vậy đó, đúng không? Thì chị mới biết là nơi nào nên học. Chị phân tích rất là nhiều luôn á chị. Chị từ lúc chị không có hiểu tại sao mà cái tính cách của chị á, chị rất là chi tiết. Nó là đam mê á, phối hợp với cái việc không sợ thất bại á, và phối hợp với cái việc mà cực kỳ chi tiết, hơi cầu toàn chút xíu á. Nhưng mà thật ra là nếu mình muốn á, là ở vị trí top 5 hay là top 10 hay là top 1 á, là cái cách mình làm mỗi công việc á, nó phải hết mình, và nó phải chi tiết, và nó phải tốt hơn mọi người thì mình mới tốt hơn mọi người. Còn nếu mà mình làm những công việc mà nó như là bình thường, nó như là everyone, mọi người đang làm như vậy, mình làm như vậy thì mình sẽ như là mọi người. Cái chi tiết này á, nói chung á, là sau này á, là mỗi lần mà chị có một ngày mới á, hay là một cái vai mới, ví dụ đi, lúc đó chị đang đi đại học, lúc đó chị 20 tuổi, 21 tuổi á, chị thấy nó đang á, là đang tìm TV host cho một cái chương trình Việt Nam. Và lúc này là cái chương trình này nó sẽ phỏng vấn những người thành đạt và nổi tiếng
mà gốc Việt ở bên Mỹ. Thì chị ngại, chị rất là đam mê, chị nói là oh, chị muốn đạt được cái này. Chị ngay lập tức chị gửi resume của chị. Và ngay lập tức á, chị vào vô xe của chị lái xe qua cái đại đó có 30 phút à. Và chị nói là mình đến đây để mình gặp anh nhà sản xuất. Mình mới thấy nó đăng cái post, mình muốn phỏng vấn liền. Giống như là chị ngay lập tức chị qua luôn, chị không có chờ họ có thời gian để gặp ai nào khác hết á. Chị muốn cái vai đó là chị phải được cái vai đó. Nên chị đến á, and then sau đó thì chị được cái vai đó. Tại vì, nhưng mà sau đó là em biết không, chị mới hỏi là ủa, ekip ở đâu vậy? Và cái người sản xuất đó, anh sản xuất đó nói là thật ra là không có ekip gì cả, chỉ có anh thôi, anh sẽ là cameraman, anh sẽ là đạo diễn, em là host, nhưng mà anh cũng cần em phải soạn bài và chuẩn bị phỏng vấn, rồi biết ai để phỏng vấn, rồi tự trang điểm và tự tìm quần áo, rồi mình sẽ quay vài cái clip pilot đó. Rồi sau đó mình sẽ pitching cho những đài truyền hình. Thì chị mới ủa, thì ra chị bị lừa để trở thành không chỉ là TV host nhưng mà chị trở thành producer nữa, đúng không? Nhưng mà lúc đó đó, 20 tuổi chị học được rất nhiều. Chị rất là vất vả, mình học được rất là nhiều. Và đúng lúc đó là chị được cái cơ hội để phỏng vấn đạo diễn Victor Vũ. Lúc đó đạo diễn Victor Vũ đang vừa mới quay 2 phim nhựa ở quận Cam. Nên lúc mà chị phỏng vấn anh Victor Vũ thì anh Victor Vũ mới kể về cái phim Oan Hồn, Spirits. Anh kể như là em với chị đang ngồi đây nè. Anh kể về cái phim đó, anh nói là cô gái này là một cô gái Việt Nam truyền thống. Mặc áo bà ba, là một cái hồn ma. Cô rất là hồn nhiên, cô rất là dịu dàng. Và khi mà anh mô tả như vậy đó, không phải là chị đâu nha. Chị rất là Việt Kiều, chị rất là hiện đại, lớ, rồi chị không như là một cô gái mà anh Victor mô tả. Anh không có mời chị đi thử vai đâu, anh chỉ kể cho chị thôi, lịch sự thôi, trong một cái buổi phỏng vấn như vậy. Em biết làm sao? Sau đó chị biết cái ngày đó là cái ngày đi casting. Chị chuẩn bị một cái áo và rồi chị vào vô, rồi chị thuộc bài, mặc dù lúc đó tiếng Việt chị nó tệ hơn bây giờ luôn. Ok, bây giờ chị vẫn đang cố gắng hết mình, đúng không? Fighting. Nhưng mà lúc đó nó rất là tệ. Chị tốn nguyên 1-2 ngày để chị thuộc 3 trang thôi, 3 trang tiếng Việt á. Rồi chị vào vô cái thử vai đó, chị không phải là chị. Từ lúc mà chị bước lên cái phòng đó, chị không có xả vai. Chị là cô gái im lặng rồi dịu dàng rồi rất là lịch sự. Rồi từ lúc vô, anh Victor ảnh ngạc nhiên, anh nói ủa Kathy, I said yes anh, em đến đây để em thử vai. Nhưng mà chị không có xả vai, chị giống như là chị không có xả vai một chút nào. Chị không phải là cái Kathy mà anh Victor đã được phỏng vấn. Chị xả vai Kathy nhưng mà chị vào vai cô. Chị vài vào Khoa. Ừ. Và sau đó anh Victor mời chị đóng phim. Và đó là cái phim đầu tiên mà chị được trả cachet. Nghĩa là chị đã diễn 2-3 năm miễn phí. Nhiều phim ngắn trong đại học cũng rất là nhiều. Rồi sau đó chị được cái vai, chị thấy ô, chị thấy đã quá, chị thấy nó rất là xứng đáng. Tại vì mình đã rất là hết mình. Đó là lần đầu tiên chị được một cái hợp đồng và chị được trả tiền. Rồi chị nhớ là cái đó là cái đỉnh của chị ở lúc chị 21 tuổi á. Cái đỉnh của chị là gì? Là chị được đi phim trường để quay TV host từ 8 giờ đến 2 giờ chiều. Rồi sau đó 2 giờ chiều chị lên set, chị trang điểm để chị đóng vai cô gái ma đến 2-3 giờ sáng. And then chị về. Lúc đó là chị nhớ là 10 ngày liên tục như vậy á. Nhưng mà lúc đó là 10 ngày đó là 10 ngày đã nhất của chị. Trong lúc chị 21 tuổi, chị cảm giác rất là thành công rồi. Chị cảm giác như là wow, you know, like, oh, like tất cả mình đã vượt qua. Nên á, chị nhớ đến bây giờ là nói chung là cái gì mà mình muốn đạt được á, là mình phải hết mình. Em biết không, sau đó là 4 năm nữa, anh Victor Vũ á, mới đăng á, là anh Victor có cơ hội cho Chuyện Tình Xa Xứ, một cái phim mà sẽ quay ở Việt Nam. Chị đã quay với anh Victor Vũ rồi nha, và anh Victor cũng không có mời chị đi casting nữa. Mặc dù mình đã quen mà không mời, tại vì lúc đó là cô gái đó là một cô gái cảnh sát,
mẹ độc thân, cổ rất là mạnh mẽ, cổ rất là cá tính, nhân vật Tiffany. Lúc đó đó, tính cách của chị không có nghĩ là chị mạnh mẽ như vậy đâu. Chị vẫn là bánh bèo, chị vẫn là rất là dịu dàng, chị vẫn nhát. Nhưng mà không biết tại sao, chị rất là muốn đóng cái vai đó. Lại nữa, em hiểu không? Lại nữa, chị mới dành 5 ngày liên tục để thuộc được 10 trang thoại. Rồi chị mới vào vô đó như là chị là vai thám tử. Rồi chị được vai. Thì chị mới được về Việt Nam. Thì nói chung là thật ra là nếu mà chị nhìn lại tất cả những vai mà chị đạt được mời trong vai chính là nó luôn có một cái cốt truyện rất là chi tiết như vậy. Không có vai nào mà chị đạt được mà nó không có hết mình. Bây giờ là mình đang coi như là những bạn trẻ đi. Nhưng mà những bạn trẻ bây giờ đang muốn tìm một cái tương lai tốt đẹp cho họ, một cái sự nghiệp họ sẽ thành công, thì đôi khi chị phải kể những cái chi tiết này. Thì mình phải chi tiết như vậy á. Lúc đó đó là thông tin nó rất là khó để tìm. Cái việc bây giờ mà thông tin nó rất là dễ để tìm á, nghĩa là nhiều người dễ để tìm cái thông tin đó được. Nên những cái gì mình sẽ làm cho mình khác, để mình nổi bật hơn, để mình chi tiết hơn, để mình chuẩn bị kỹ hơn á, thì mình nên phải làm. Mà tại thời điểm đó là tới khi mà chị đóng cái phim Oan Hồn hay là đóng cái phim Chuyện Tình Xa Xứ, lúc đó là chị đã đạt cái mục tiêu của mình, là mình muốn tự tin, và bây giờ mình tự tin rồi chưa? Như chị nói là mình làm diễn viên bởi vì mình nhút nhát. Đúng rồi, thì dĩ nhiên là thì mình đã trải qua nhiều cái phim ngắn rồi đúng không? Và cái hành trình học hỏi đó, mình đâu có bắt ai trả mình tiền gì đâu đúng không? Thì cái đó là cái việc mà mình đang tự học vậy đó. Chị coi như là những đó là những thử tập đó, học đó. Thì trong cái hành trình đó thì cái hành trình để mình càng ngày tự tin hơn đó, với những cái tính cách khác nhau đó, nó vẫn tiếp tục mãi mãi, nó không bao giờ kết thúc. Sau đó thì dĩ nhiên để đạt được thành công với từng vai thì mình phải đã thất bại. Ở Mỹ ta hay nói, ở bên Los Angeles là mình sẽ phải được bị từ chối 50 lần thì mình mới được một vai. Nghĩa là mỗi ngày mình đi thử vai 3-4 lần, nếu mình hên và mình may mắn được cơ hội để đi thử vai để được từ chối á, đây là cái cơ hội để được từ chối nha, chứ không có phải là cái cơ hội để được vai. Và mình phải hào hứng với cái việc mà mình được chuẩn bị hết mình để mình được bị từ chối. Và khi mà mình không có sợ với việc từ chối, mình làm cái gì cũng được hết á. Tại vì cái gì mà nó sẽ ngưng mình á là mình sợ bị nhục, mình sợ người ta từ chối mình, thì mình sẽ có những cái suy nghĩ tiêu cực hay là những cái suy nghĩ mà mình có thể không làm được, đúng không? Đối với chị á, là với cái nghề diễn xuất á, là cái bài quý giá nhất á, chị học á, là không sợ được từ chối. Và cái đó giúp cho chị với tất cả những cái vai trò và cái nghề tiếp theo, bây giờ chị không có sợ. Tại vì vai nào mà chị được làm trong cuộc sống đó, nó không khác như là một cái vai mà chị đi thử vai ở ngoài. Một ngày chị phải như là vai này, một ngày chị phải như vậy. Nên chị tập quen đó, cái cách mà như là hết mình đó, vô cái vai này, xong rồi ngày khác là hết mình vô cái vai này. Có một cái điểm giống nhau giữa chuyện diễn xuất và trong đời sống thường ngày, đó là chị trong phim chị nghĩ là mình phải đóng rất là nhiều vai và cái chuyện đó sẽ không bao giờ dừng lại. Và trong cuộc sống của mình, mình cũng phải diễn rất là nhiều vai, không phải diễn là mình phải sống rất là nhiều vai. Thì nhưng mà ở bên trong mình có nhiều phiên bản như vậy, thì khi mà đứng trước nhiều lựa chọn như vậy thì chị chọn cái phiên bản nào để mình phát triển lên? Chị chọn những phiên bản mà chị mong muốn nhất. Chị chọn những cái phiên bản mà nó là những cái phiên bản tốt nhất của chị trong cuộc sống đi nha. Chị đang nói về trong cuộc sống á, thì nó khi mà chị làm tốt nhất cái vai đó đó, thì chị sẽ nhận ra chị thiếu gì khác mà chị mong muốn được mạnh hơn. Thì chị sẽ đổi và chị sẽ theo đuổi cái vai đó. So, ví dụ đi, khi mà chị là diễn viên á, là chị mong muốn với cái vai trò diễn viên á, là chị biết cách để chị tự tin nhất có thể để thể hiện, để đứng trước mặt mọi người, để mình thể hiện những cảm xúc bên trong của mình, để mình thể hiện bề ngoài với mọi người. Sau chị cảm giác tự tin với đó thì chị mới nhận ra đó là sau khi mình tự tin đó, thì cái nội dung gì mình muốn chia sẻ, cái gì mình muốn trao đổi và tặng mọi người với cái vai trò này là cái gì.
Và cái thông điệp đó nó nằm trong kịch bản. Tại vì một diễn viên phải thuộc kịch bản, diễn viên đâu có tự nói ra đâu, đúng không? Thì sau đó chị mới thấy cái sự quan trọng đó, để mình biết cách để viết cốt truyện, mình biết cách để mình có một cái ý tưởng, mình có một cái nội dung, mình có một cái chủ đề, và mình biết cách để mình thể hiện nó trong câu chất kịch bản. Sau đó, cái việc đó là mình phải nghiên cứu và mình phải viết, đúng không? Nhưng mà cái việc đó là mình đứng trước mặt mọi người, mình vẫn chưa có mạnh mẽ đâu. Cái cách mà mình tiếp xúc với mọi người để mình lead mọi người á, thì với cái vai trò nhà sản xuất á, nó giúp cho chị với cái đó. Cái cách mà chị có thể lên kế hoạch và chị phối hợp và điều hành á, cái kế hoạch để cho nó thành công, để cho nó ra từ ý tưởng đến thực tế á, đó là một cái vai trò của một nhà sản xuất. Nhưng mà sau đó chị vẫn có chị vẫn chưa có tự tin với cái việc mà chỉ đạo và mạnh mẽ trong cái thể hiện những cái dứt khoát của chị á. Chị vẫn struggle, chị vẫn gặp gằn xé với cái việc mà dứt khoát. Lúc đó chị vẫn muốn hài lòng nhiều người, chị vẫn muốn là một người thân thiện. Rồi chị rất là muốn học cái cách mà mình có thể dứt khoát hơn, để mình định một cái hướng đi, để cho mình hướng dẫn nguyên team để follow. Thì lúc đó cái vai trò đạo diễn giúp cho chị với cái đó. Những cái ngày đầu tiên á mà chị làm đạo diễn á, chị vẫn yếu. Nó coi như là action như vậy đó. Nó chưa có thật sự mạnh mẽ, tại vì mình chưa có nhiều kinh nghiệm, đúng không? Rồi sau đó nó như là cut, nó chưa chắc chắn. Nhưng mà sau đó thì nó như là action, right? Cut, nó rõ ràng, thì đó là cái hành trình mình phải trải qua để mình học, đúng không? Để mình có kinh nghiệm á. And then sau đó chị làm được cái điều đó thì chị mới nhận ra là cái đam mê nhất, tự tin nhất á, khi mà chị làm việc với diễn viên, khi mà chị chỉ đạo về cảm xúc, về xây dựng nhân vật, mà lên những cái ý tưởng cho những cái cảm xúc chú ý hay là cho một cái set quay á, nên chị cảm giác như là chị rất là muốn làm một giáo viên. Chị cảm giác chị có rất là nhiều ideas về giáo trình. Và một cái giáo trình để dạy diễn xuất nó không khác như là một kịch bản. Mà cái kịch bản này nó được xảy ra mỗi ngày live, và nó được ảnh hưởng và giúp đỡ mọi người. Thì chị thấy rất là thích thú với cái đó. Chị thấy nó rất là đầy ý nghĩa. Nên đó là lý do là cuộc sống chị sẽ chuyển qua những cái vai này. Nhiều người đôi khi sẽ hỏi chị là ủa làm nhiều như vậy thì nó có hiệu quả không? Nhưng mà thật ra đó thì mỗi cái vai này thì chị cũng đầu tư 3-4 năm rất là kỹ từng mỗi vai, chứ không phải là chị làm nhiều vai cùng lúc. Nhưng mà nếu mà hỏi chị bây giờ đó, thì hiện tại chị đang làm những cái vai này cùng lúc. Thì chị là một người kinh doanh business, để mở học viện, để bảo đảm là nguyên team, nguyên nhân viên đang hợp tác một cách tốt, mạnh mẽ, hiệu quả tốt, để cho mình tiếp tục học viện này để mình phát triển nó, đúng không? Với vai trò giáo viên, chị vẫn dạy trực tiếp trong lớp, nhưng mà cái vai của chị giáo viên nó sẽ khác vai của chị là một người sếp, đúng không? Người sếp thì chị phải ra lệnh, để chị phải hơi đòi hỏi, chị phải hơi đẩy, chị phải hơi giống như là truyền cảm hứng, đúng không? Giúp mọi người lắng nghe, có ai gặp vấn đề gì thì mình có thể giải quyết nó. Với vai trò giáo viên thì mình truyền đạt, mình giải thích, mình an ủi, mình truyền động lực cho bài tập nó hiệu quả nhất. Khi mà chị thức dậy với khi mà chị về nhà thì chị là người mẹ, đúng không? Chị sẽ phải từ từ, chị phải thả lỏng, chị phải không có đòi hỏi con, chị phải ra kết quả, chị không có cần phải hướng dẫn con, chị chỉ cần phải lắng nghe con, chị chơi với nó, tương tác với nó. Thật ra là con chị như là sếp của chị vậy, đúng không? Chị phải như là chị phải phụ thuộc, đúng không? Rồi chị phải chị phải lắng nghe. Với chồng chị thì chị phải là một người vợ, chị phải mềm lại để lắng nghe, giúp đỡ, an ủi, khuyên, giỡn đùa, have fun, right? Nên nói chung là cuộc sống của chị cảm giác như là chị nghĩ là với mọi người á, con người mình á, mình có rất là nhiều cái tính cách và mong muốn để thể hiện những cái tính cách của mình. Và mình sẽ phải tìm cho mình á, những vai mà nó cho phép để mình là một phiên bản mình yêu thích của mình.
Ví dụ như mình muốn vui, mình có cái tính cách vui vẻ thì mình sẽ có những bạn bè mà mình có thể thả lỏng, mình có thể xả stress, đúng không? Nhưng mà công việc thì mình sẽ muốn mạnh mẽ hơn, để mình dứt khoát hơn, mình nghiêm túc hơn. Thì khi mình rõ ràng á, là cuộc sống mình có những cái vai này và mình sẽ có những cơ hội để mình thể hiện những cái tính cách của mình nó rõ ràng á, thì mình sẽ hết mình hơn với những vai của mình. Còn khi mà mình chưa chắc chắn, nó mờ mờ đó, thì đôi khi, ví dụ đi, đôi khi mình là một người thích giỡn đùa đi, nhưng mà đôi khi mình giỡn đùa trong lúc mình là sếp, hay là mình giỡn đùa trong lúc mình là giáo viên, đôi khi cái đó nó có thật sự hiệu quả hay không? Rồi đôi khi mình muốn nghiêm túc và mình muốn ra lệnh với chồng mình á, thì cái đó có phải thật sự hiệu quả hay không cho cái mối quan hệ giữa mình với chồng mình? Chị cảm giác như là phụ nữ á, mình đang quá áp lực á, là mình phải đóng rất là nhiều vai hiện tại. Phụ nữ hiện đại bây giờ là phải đẹp nè, phải thông minh nè, phải thành công nè, phải ngoan nè, phải là phụ nữ của gia đình nè, phải sanh con nè, phải là người mẹ tuyệt vời nè, phải là người vợ, cũng phải biết cách để giữ cái sự quyến rũ với chồng mình nè, phải là người thời trang và đẹp và biết cách để giữ gìn hình ảnh của mình khi ra ngoài xã hội nè. Nó quá nhiều, nó không có phải đơn giản như là một phụ nữ hồi đó, mà là phụ nữ hồi đó lý tưởng là một người mà sẽ ở nhà chăm con, dọn dẹp, biết nấu ăn, giữ gìn nhà cửa, đúng không? Thì how, cách nào mình có thể hết mình làm được những cái gì mình có thể làm được? Tại cuộc sống mình nó khá dài, mình có nhiều thời gian lắm để mình phát triển những gì ở bên trong, và mình cũng có nhiều thời gian để mình có thể khám phá ra nhiều vai và nhiều phiên bản ở trong mình. Em nghĩ câu trả lời của chị nó có hai phần thế này. Một phần đó là mình phát triển những cái gì mà mình chưa giỏi lắm, mình chọn một công việc để mình giúp mình phát triển thêm những cái đó. Yes. Đó là phát triển công việc dựa theo cái tính cách mình đang còn thiếu. Kiểu như là hình dung xem là cái công việc bên mình hiện tại đang là nhút nhát rụt rè, mình muốn làm công việc quản lý chẳng hạn, thì mình phải phát triển thêm cái tính cách cho nó phù hợp với công việc đó. Ý. Đúng rồi, thì ok, thì đó là cái the start with the end in mind, đúng không? Yeah. Cái đó là bây giờ mình coi cái giấc mơ ở trong lòng, trong trái tim mình muốn trở thành vai gì, hay là một nghề gì đi. Rồi sau đó mình nhận ra cái nghề đó cần những cái cảm xúc chú ý như thế nào, nó cần một nhân vật như thế nào. Thì sau đó mình mới tự biết là hiện tại mình mạnh những cái điểm gì, và những cái điểm mà mình cần phải phát triển là điểm gì. Thì mình sau đó mình tìm cách để mình mạnh hơn trong những cái mà mình yếu. Và cái phần thứ hai ở cái câu trả lời của chị đó là em thấy là ngoài chị phát triển tính cách ra thì còn phải là phân loại cảm xúc và tính cách và từng vai trò phù hợp. À, không biết nói đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Thì đó là hai cái ý lúc nãy này chị, hai ý mà lúc nãy giờ chị nói. Và em cảm giác nó rất là giống với lại cái vai trò, rất giống với lại cái chuyện chị diễn xuất. Chị cũng phải phát triển tính cách cho nhân vật của mình, đúng. Và chị cũng phải đưa mình vào một cái hoàn cảnh có giới hạn và thời gian để mình có thể phát triển, mình thể hiện cái tính cách đó ra trong đúng cái bối cảnh đó thôi. Đúng rồi, thì nó mới, cái năng lượng nó mới đủ mạnh á. Ít không nó sẽ mờ. Nó không có thu hút á. Tại vì dĩ nhiên là ai cũng có thể diễn giáo viên, ai cũng thể diễn một vai đạo diễn. Nhưng mà cái vai, cái người nào diễn cái vai đó nó sẽ xuất sắc hơn, nó sẽ lôi cuốn hơn, nó sẽ có cái năng lượng mạnh hơn á, thì những người đó đa số là nó sẽ nhất quán, nó sẽ nhất quát hơn trong những cảm xúc và chủ ý. Thành ra em đang không biết là bởi vì có cái sự tương đồng giữa cái việc mình đóng vai trò ở ngoài đời và cả trong chuyện chị diễn xuất. Nên là em không biết là hai cái này, cái chuyện mà chị đi dạy đó và chị tham gia trực tiếp diễn xuất thì nó có giúp ích gì cho đời sống của chị, có những cái tip gì đó mà chị cảm thấy là ok chị mình áp dụng được trong diễn xuất và đời sống hàng ngày. Rất nhiều. Chị thề với em là thật ra là khi mà chị mở học viện diễn xuất này á, là chị không bao giờ nghĩ là chỉ mở và có lớp cho diễn viên thôi. Chị luôn biết á, là cái nghề diễn xuất á, nó đã giúp chị rất nhiều. Và những cái kỹ thuật diễn xuất này á, nó đã giúp cho chị thành công trong cuộc sống. Chứ không chỉ là thành công trong những vai chị diễn trên điện ảnh.
Nên cái học viện này luôn á, là mong muốn để giúp tất cả mọi người, ai mà tự ti, ai mà thiếu niềm tin, ai mà không nghĩ mình làm được bất cứ vai gì trong cuộc sống, thì chị mong muốn có thể chia sẻ những cái kỹ thuật diễn xuất này để cho giúp mọi người tự tin hơn trong những cái vai mình diễn trong cuộc sống. Nhưng mà ở đây mình có thể nói thêm về cái chữ diễn đi nha. Tại vì đôi khi á, người ta sẽ hiểu lầm cái chữ diễn á, ta nghĩ nó là giả. Đối với chị là để trở thành một diễn viên thành công á, là khi mình xuất hiện trong vai đó, họ phải tin mình, những cảm xúc phải thật, những kết nối phải thật, những phản hồi phải thật. Nên á, diễn xuất chỉ là cái gì mình đặt cho cái nghệ thuật người biết cách để sống thật á, và đem những cái phản hồi thật, đem những cái cảm xúc thật, đem những cái trải nghiệm thật, đem những cái tổn thương của nhân vật cá nhân mình thật á, và mình biết cái kỹ thuật á, để cho mình có thể áp dụng cho một vai diễn, và mình có thể diễn được cái đó 5 lần, 10 lần, 20 lần on set, thì đó mới là cái kỹ thuật, đó mới là cái chuyên nghiệp á. Thì đối với chị là diễn viên, nó như là 50% là nó phải dựa lên, nó được truyền cảm hứng từ cuộc sống thật, và 50% còn lại là mình phải học cái kỹ thuật diễn xuất để mình làm chủ nó, để mình quản lý nó, để mình có thể thể hiện nó theo yêu cầu, đúng không? Chị nghĩ với cái văn hóa Á Châu đi, văn hóa Việt Nam đi, đôi khi á, vì gia đình, vì văn hóa bây giờ mình sẽ rất là hy sinh nhiều, đúng không? Mình không chỉ muốn theo đuổi ước mơ của mình không chỉ muốn theo đuổi cái sự nghiệp để cho cá nhân mình thành công, mình luôn phải nghĩ đến gia đình mình luôn, chứ mình đâu có chỉ là nghĩ về mình. Nên đôi khi cái văn hóa Việt Nam mình, nó có những thứ nó sẽ rất là tuyệt vời, tại vì nó rất là tôn vinh gia đình. Đó là chị rất là tự hào về cái văn hóa Việt Nam mình. Nhưng mà đôi khi á, những cái hy sinh á, cho mọi người á, và hy sinh cho mọi người xung quanh á, nó cũng sẽ là giới hạn mình nữa. Nó sẽ không cho mình phép á, để mình thể hiện được hết mình, hết cái mình có thể chia sẻ ra. Nên chị hy vọng là những cái kỹ thuật diễn xuất có thể giúp cho mình biết cách để mình tự tin hơn, để cho mình thể hiện được nhiều màu sắc trong tính cách của mình nhiều hơn á. Đối với chị á, là cái nghề diễn xuất á, nó nên được truyền cảm hứng từ cuộc sống, để cho nó chân thật nhất, cho nó chạm vào trái tim mình một cách sâu nhất. Nhưng cuộc sống của mình hàng ngày á, cũng nên được truyền cảm hứng từ nghệ thuật diễn xuất, để cho nó nổi bật hơn, cho nó lôi cuốn hơn, magical hơn. Tại vì mọi người sẽ nói là mình thích xem phim tại vì sao? Mình thích xem phim á, tại vì mình được xem những diễn viên nó kết nối, nó lắng nghe, nó phản hồi, và nó sẽ có những cái movie moments, nó rất là magical, nó rất là thú vị, nó không có chán như là cuộc sống hàng ngày. Đó là lý do mình xem phim, đúng không? Nhưng chỉ tin rằng những cái kỹ thuật diễn xuất á, nếu mà mình học nó và mình tập luyện nó đó, nó có thể giúp cho mình trong cuộc sống á, cái cách mình lắng nghe nó sâu hơn, nó tập trung hơn, rồi những cái phản hồi của mình á, nó thả lỏng hơn á, để nó tự do hơn á, để cho mang đến nhiều cảm xúc trao qua lại với nhau á, thì những cái giao lưu của mình, những cái giao tiếp của mình nó sẽ thú vị hơn á, cuộc sống của mình nó sẽ thú vị bằng một bộ phim. Thì đó mới thật sự là mình đang được truyền cảm hứng từ phim và mình áp dụng trong cuộc sống. Rồi ngược lại á, mình càng sống nó đậm hơn á, cuộc sống của mình nó càng nhiều cảm xúc hơn, nó càng nhiều kết nối hơn á, thì như khi mình diễn á, mình sẽ có nhiều trải nghiệm hơn. Có nhiều diễn viên nói với chị là em đam mê diễn viên, em chỉ là diễn xuất thôi, em không có làm một nghề gì khác. Nhưng mà chị sẽ khuyên là em nên phải trải nghiệm những cái nghề khác nhau trong cuộc sống, thì nó sẽ giúp cho em trong cái nghề thực diễn xuất. Và ngược lại, em càng diễn nhiều vai diễn xuất, nó sẽ giúp cho em trong cuộc sống mọi đời. Yeah. Chị kể về diễn xuất rất là nhiều, nhưng em nghĩ là đối với những cái bạn nào mà không làm diễn xuất đi nữa cũng có được một cái bài học gì đó về từ câu chuyện của chị, đó là mình chủ động trong rất là nhiều thứ, chủ động xây dựng tính cách
Đúng rồi. Và chủ động đưa cảm xúc vào trong những cái công việc hàng ngày của mình. So, chị có thể share cho những bạn, tại vì á, cái cách mà chị sẽ giải thích kỹ thuật diễn xuất á, chị sẽ kể theo cái phương pháp của chị, thì thật ra là cái phương pháp này á, thật ra cái phương pháp này là cái cách mà chị kể chuyện cho diễn xuất thôi. Cái phương pháp này á, nó gọi là ACT, là A Conscious Thought, suy nghĩ có chủ ý. Cái phương pháp này nó sẽ giúp cho mình một cách mà mình nhận biết á, những suy nghĩ của mình trong cái hành trình lắng nghe, thì mình mới hiểu rằng là những cái phản hồi của mình sẽ như thế nào. Rồi sau đó mình sẽ làm rõ hơn về cái cách mình thể hiện ra thông qua giọng và thông qua cơ thể cử chỉ. Nên em cứ tưởng tượng đi, cái kỹ thuật này mặc dù mình nghĩ nó giúp đỡ cho mình chỉ là cho diễn xuất, thật ra là trong ngoài đời, hàng ngày, bất cứ mọi người sẽ có thể thấu hiểu và lắng nghe sâu hơn. Và mình biết nhận xét và lưu ý về những cái phản hồi của mình đó, thì mình có thể thay đổi phản hồi nếu mà cái phản hồi đó không như là mình mong muốn. Ví dụ đi, mình thiếu tự tin đi, thì mình sẽ không chỉ là thể hiện bề ngoài mình tự tin hơn, nhưng mà mình phải thật sự đón nhận là đối với những gì đang xảy ra trước mặt mình đi, mình đang thật sự có những cái suy nghĩ gì, những cái suy nghĩ đó nó tác động phản hồi của mình như thế nào, thì nó mới ảnh hưởng đến cách mình thể hiện bề ngoài. Thì cái đó nó thật sự sẽ là biết cách để mình tự tin hơn từ bên trong á, chứ không phải là mình chỉ không để ý về những suy nghĩ ở bên trong và không để ý đến phản hồi. Mình chỉ tỏa ra mình tự tin bề ngoài á. Thì nếu mà chị muốn tự tin hơn bề ngoài, chị chỉ ok, chị ăn gian, chị có thể cười tươi hơn, chị có thể hi em, chị có thể tỏ ra là chị, cái bề ngoài của chị có thể tỏ ra cái kết quả của một người tự tin, nhưng mà thật ra là những cái suy nghĩ và những cái phản hồi của chị ở bên trong nó vẫn chưa có tự tin. Chị nghĩ là nhiều người á, cái sự tự tin đây á, mình phải học một cái cách để mình tự tin từ bên trong á, thì nó sẽ giúp cho mình thể hiện được bất cứ vai nào, hay là xử lý được bất cứ giao tiếp nào, hay là giúp cho mình khi mà mình đứng trước đám đông, hay là mình phát biểu. Ai cũng phải, trong cuộc sống mình phải phát biểu, ai trong cuộc sống mình phải nói chuyện trước đám đông, ai trong cuộc sống mình phải giao tiếp với một người đứng đối diện mình, đúng không? Cái này chị cảm giác như là chị rất là mong muốn được thay đổi cái góc nhìn của cái nghề diễn xuất, để cho mọi người thấy cái giá trị nó sẽ mang đến nhiều hơn, mình nghĩ, cho cuộc sống của mình này. Dành nhiều thời gian cho công việc như vậy thì chị có bao giờ nghĩ là mình mắc một cái căn bệnh nghề nghiệp nào đó? Có, chị rất là gắng sát với nó hàng ngày em ơi. Tại vì bây giờ là chị rất là yêu cái vai trò làm người mẹ. Cái này là một cái vai mới cho chị. Trước đây chị chưa có được cảm. Và chị thấy là nó giúp cho chị rất là nhiều. Và chị rất là quý những cái thời gian này. Nhưng mà chị cũng bị gằn xé chứ. Tại vì bây giờ là mình muốn tiếp tục mình làm tốt những cái mà mình đã chuẩn bị trước đây. Mình muốn học viện nó phát triển. Mình muốn là càng ngày những giáo trình của mình nó càng nhiều hơn. Mình muốn nhiều cơ hội để mình giúp đỡ nhiều hơn. Nhưng mà mình cũng phải công bằng với cái vai trò quan trọng nhất của mình bây giờ là một vai trò người mẹ. Nên chị nghĩ nhiều phụ nữ sẽ gặp phải cái vấn đề này. Thì mình phải tự sắp xếp thời gian của mình mỗi ngày để mình đủ thời gian cho con mình đủ thời gian cho nhà mình, chồng mình, và mình hết mình đủ thời gian cho công việc của mình. Thì để cho mọi thứ nó hiệu quả nhất có thể á, thì có thể trở lại với hồi nãy chị chia sẻ đó, về cái việc mà mình biết rõ vai của mình mỗi lúc mình bước vào vô một cảnh nào đó em, thì mình sẽ hết mình 100% vai người mẹ, hết mình 100% người vợ, hết mình 100% người sếp, hết mình 100% giáo viên, đúng không? Thì chị nghĩ cái đó là cái cách mình phải thôi, để cho mình có đủ thời gian nhất có thể cho mọi thứ mà mình muốn làm, và mình có thể hết mình thành công với những vai trò đó.
Nãy câu hỏi mà em hỏi về gọi là bệnh nghề nghiệp á, hai cái từ bệnh nghề nghiệp đó là cái thứ mà trong lúc mà mình không làm việc mình cũng bỗng dưng vô thức mình áp dụng những cái thứ bên trong công việc đó vào cuộc sống hàng ngày của mình. Em nghĩ cái này chắc là một phần em nghĩ là áp dụng vô cái chuyện chị không biết là chị dạy con đúng không? Chị dạy con chị có phải để ý thêm là ok mình phải xây dựng cái bối cảnh nào để cho con mình nó phát triển tính cách đó hay kiểu kiểu thế không? Với cái vai trò làm mẹ, nó giúp cho chị lắng nghe rất nhiều hơn. Chị không thể nào mà có một cái kế hoạch gì cả với con chị. Chị mà cố gắng đẩy nó hướng này, nó cũng không nghe chị đâu. Nó không bao giờ nghe chị. Thế nên coi như là chị thật sự phải thả lỏng khi mà chị tương tác với nó. Chị rất là phải in the moment. Và không đạt được một kết quả hay là một gì nào nữa, giờ chị phải thưởng thức từng giây phút đó. Với lúc nãy giờ mình nói về câu chuyện sự nghiệp và diễn xuất rất nhiều rồi, vậy thì có một cái sở thích gì đó mà nó không liên quan tới, không liên quan tới diễn xuất, không liên quan tới điện ảnh hay không? Như chị nói là làm mẹ. Làm mẹ là nó rất là cuộc sống. Chị thích nấu ăn, chị thích sáng tạo, chị thích thời trang, chị thích, nói chung là thật ra là những cái cơ hội đó thì chị nuôi con thì nó cũng có rất là nhiều thứ rồi, tại vì nó phối hợp những cái sở thích đó, nghĩa là phải chuẩn bị đồ ăn cho bé rồi mua sắm quần áo cho bé rồi lên thiết kế phòng cho bé, đồ chơi, nói chung là những cái sở thích bây giờ nó cũng tập trung vào cho bé. Chắc là sở thích của chị hiện tại là con trai là số 1. Đúng rồi, con trai chị là số 1. Nếu mà bây giờ cuộc đời của con trai chị được dựng thành phim đi, thì chị nghĩ là cái bối cảnh mở đầu cho cái bộ phim đó sẽ như thế nào? Chắc là bối cảnh nó sẽ lúc chị đang gần sắp mất đi, rồi con trai chị lớn tuổi hơn, rồi con trai chị sẽ hỏi chị về một điều gì mà mẹ muốn con học được sau khi mẹ mất. Thì sau đó phim nó sẽ bắt đầu. I always think about the end in mind. Ở cuối cuộc sống của chị á, là chị sẽ muốn truyền cho con trai chị những bài học quý giá gì nhất. Thì chị cần phải khám phá cái đó bây giờ. Thì sau đó chị mới có cơ hội để kể cho con trai chị được, để cho con trai chị tiếp tục để làm mọi thứ, đúng không? Nó tốt đẹp. Dĩ nhiên á, là và chị cũng thích dàn xé, tại vì nó sẽ trở lại những cảm xúc vui và những cảm xúc ngây thơ, đúng không? Chị luôn thích cái gàn xé giữa hai cảm xúc. Chị rất là thích cảm xúc mạnh. Càng vui thì nó phải càng đau, càng lôi cuốn thì nó cũng phải càng đắng, đúng không? Chị thích những cảm xúc mạnh như vậy. Nên chị rất là thích kể chuyện để cho nó tác động liền và nó lấy được cái sự thu hút của khán giả liền. Chị thích nha, chị thích như vậy, chứ không biết sao chị kỳ lạ như vậy. Nhưng mà chị rất là quen thuộc với cái việc mà mình có thể cười và mình có thể khóc được một lúc, tại vì cuộc sống nó có rất là nhiều thứ như vậy. Chị có một moment nào trong một khoảnh khắc nào trong đời như vậy không? Em bởi vì em nghĩ là khi mà chị nói rằng là mình muốn cho con trai mình cảm nhận được một cái bài học gì đó sau khi mình ra đi. Yeah. Nhưng mà chính bản thân mình đôi khi cũng là cái người muốn điều đó từ cha mẹ mình, chứ không phải là chỉ là con trai mình muốn cho con trai mình. Thì liệu chị có một cái bài học gì đó từ ba mẹ của mình? Nói chung là chị là ai là do ba mẹ chị, đúng không? Mẹ chị là người mà dạy chị những bài học về tình yêu, cách để yêu. Luôn nói với chị là con nên sống tốt. Và mẹ chị sao chị luôn nhớ đến cái lời của mẹ chị. Nó đơn giản lắm, chị sống tốt thì nghĩa là mình hết mình và mình đối xử mọi người rất là tốt. Ba chị thì rất là đam mê và siêng năng. Ba chị nói chung là hồi đó phải làm rất nhiều nghề để có tiền cho gia đình.
Thì ba chị nhớ hồi lúc chị nhỏ đó, ba chị làm rất là nhiều vai trò, giống như là đi học tiếng Anh, rồi sau đó làm quán ăn, rồi sau đó làm stock market, rồi sau đó làm ở công ty này. Rồi ba chị rất là vất vả với rất là nhiều vai trò khác nhau. Có lẽ đó là chị được truyền cảm hứng từ ba chị đó, chứ ba chị không có chỉ làm một việc đâu. Ba chị phải làm rất là nhiều việc khác nhau để có thể nuôi gia đình. Còn mẹ chị thì luôn ở nhà bên cạnh chị và quý những cái đơn giản nhất nhưng mà nó quan trọng nhất, nghĩa là luôn bên cạnh chị, luôn ủng hộ chị, luôn nấu ăn cho chị, chăm sóc cho chị, làm mọi thứ để cho tâm lý của chị luôn cảm giác có một người thương. Chị luôn tự tin với cái việc mà luôn sẽ có mẹ bên cạnh đó để thương mình. Và ba thì truyền cảm hứng cho mình để luôn siêng năng, đúng không? Thì chị cảm giác như chị rất là tự hào, tại vì chị nhớ về hai cái giá trị cốt lõi đó. Bề ngoài thì rất là, you know, phải hết mình để thể hiện được mọi thứ một cách siêng năng và chi tiết. Có một điều gì mà chị chưa từng làm bao giờ và chị muốn trong năm nay chị làm điều đó? Chị muốn học bơi. Chị không có giỏi trong việc bơi, và chị phải nói để chị cố gắng để cho năm nay chị thực hiện được nó. Tại vì chị muốn có cái sự tự do trong nước. Bây giờ chị hơi sợ trong nước á. Chị muốn là dẫn con chị đi những cái trò chơi nước, rồi chị tự tin để chị có thể cứu nó được. Còn bây giờ chị không có cứu được nó gì cả. Hôm chị dẫn con chị đi Amazing Bay á, chị sợ lắm. Nhưng mà cái nước mà nó vào vô cái tides, nhưng mà là chị cảm giác chị không có bảo vệ nó được gì cả. Nên một điều đó chị muốn làm được á, là chị muốn học bơi năm nay. Chị bị đuối nước 2 lần á, khi mà chị nhỏ, nên chị sợ. Nhưng mà bây giờ chị mạnh mẽ hơn, đúng không? Nên chị không nên sợ. Nên năm nay chị phải học bơi. Và nếu mà có phim thì ai biết đâu được là chị vào vai vận động viên thì sao? Vận động viên bơi lội. Thôi chắc chị không có thử vai đó đâu em ơi. chị phải làm chủ đó trước khi chị mới tự tin. Nhưng mà chị cũng muốn là trở lại để chị muốn làm một phim mới. Nhưng mà bây giờ chị vẫn đang thả lỏng để chị coi những cái ý tưởng hay là những cái chủ đề hay là những cái thông điệp nào mà chị phải kể. Thì chị đang chờ ý tưởng nó đến với chị. Nên cầu nguyện là năm nay ý tưởng nó sẽ đến với chị. Để đánh thức dậy chị để viết một kịch bản để đạo diễn một bộ phim mới. Cảm ơn chị Cathy rất nhiều để đến với chương trình của tụi em ngày hôm nay. Và rất mong là cái ước muốn của chị sẽ khả thi. Chị cảm ơn Vết đã mời chị tham dự trong First Lady. Rất là cảm ơn tất cả khán giả đang đón xem. Và hy vọng là mình sẽ khám phá ra nhiều tính cách và nhiều vai trò mới của mình trong năm 2024. Và chị chúc First Lady sẽ thành công rất nhiều và được cơ hội để chia sẻ rất là nhiều câu chuyện thú vị của những First Ladies out there. Cảm ơn chị rất nhiều. Và cảm ơn các khán thính giả đã theo dõi chương trình đến giây phút này. Hẹn gặp lại mọi người ở những tập tiếp theo.